Khảo sát phương án nâng cấp sân bay Nà Sản tỉnh Sơn La, Thủ tướng nhấn mạnh nhu cầu nâng cấp sân bay Nà Sản là rất rõ, hiệu quả cũng có thể nhìn thấy được và đến nay chúng ta cũng có điều kiện để làm việc này với phương thức hợp tác công tư. Sân bay Nà Sản được người Pháp xây dựng từ những năm 1950 tại địa phận xã Triển Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, cách thành phố Sơn La khoảng 20 km về phía nam, nằm cạnh quốc lộ 6. Cảng hàng không Nà Sản nằm trong quy hoạch điều chỉnh tổng thể phát triển giao thông hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự với quy mô dân dụng là cấp 4C và sân bay quân sự cấp 1. Hiện tỉnh Sơn La đang đề xuất phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp sân bay này theo phương thức hợp tác công tư PPP và tỉnh sẽ bố trí 350 tỷ đồng cho dự án này. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc đầu tư nâng cấp, cải tạo sân bay Nà Sản sẽ mang lại hiệu quả nhiều mặt, giúp kết nối Sơn La và Tây Bắc với cả nước. Hiện nay, ngành hàng không của Việt Nam đã phát triển hơn, với nhiều hãng hàng không cạnh tranh nhau, giúp giảm giá vé máy bay, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đang tăng lên rất nhanh. Sân bay này sẽ giúp tăng cường giao lưu, kết nối văn hóa, kinh tế, tạo thuận lợi cho xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường với hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản trong khu vực Tây Bắc nói chung và Sơn La nói riêng. Chiều nay tiếp tục chương trình làm việc tại Sơn La, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm vùng sản xuất nông nghiệp xã Hát Lót, huyện Mai Sơn và kiểm tra tiến độ xây dựng trung tâm chế biến rau quả Duveco Sơn La tại huyện Mai Sơn. Vùng sản xuất nông nghiệp xã Hát Lót có quy mô 1.800 ha, sản xuất tập trung các loại cây ăn trái, xoài, nhãn, mận hậu, thanh long là vùng nguyên liệu chính cung cấp cho các nhà máy chế biến. Tại mô hình thâm canh xoài hữu cơ tại xã Hát Lót, báo cáo Thủ tướng, người dân cho biết hiện có hơn 20 hộ dân tham gia mô hình hợp tác xã trồng xoài với diện tích hơn 70 ha, thu nhập bình quân khoảng 200 triệu đồng mỗi ha, cao hơn khoảng 10 lần so với thu nhập từ trồng ngô, sắn, mía. Vùng này trước kia trồng ngô không cho hiệu quả kinh tế cao do đất bị cuốn trôi, xói mòn, còn từ khi trồng xoài và nhờ kỹ thuật ghép mắt giữa xoài bản địa với giống xoài mới cho quả to, ngon và đẹp. Thủ tướng đánh giá trong thời gian qua, nhờ khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều thành tựu, có bước bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là về sản xuất nông nghiệp. Trọng tâm là cơ cấu lại cây trồng và vật nuôi. Thủ tướng đánh giá việc đưa cây ăn quả lên sườn dốc là thay đổi tư duy quan trọng, giúp cơ cấu lại cây trồng, thay đổi thói quen canh tác, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế trên đất. Thủ tướng biểu dương người dân nơi đây đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, khai thác tốt những điều kiện trên mảnh đất của mình. Thủ tướng đề nghị các cơ quan tổng kết những bài học kinh nghiệm từ mô hình này. Trung tâm chế biến rau quả Duveco Sơn La của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Giao tại huyện Mai Sơn có diện tích gần 9 ha, là tổ hợp 3 nhà máy có thiết bị và công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay. Nhà máy chế biến nước quả Cô Đặc, nhà máy chế biến rau quả Đồng Lạnh, nhà máy chế biến rau quả đồ hộp công nghệ Italia, Nhật Bản, Đức sử dụng nguồn nguyên liệu rau quả có sẵn ở Sơn La. Tại trung tâm chế biến rau quả Duveco, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Sơn La phải xây dựng thương hiệu sản phẩm, quy hoạch vùng nguyên liệu đi cùng với việc cơ cấu lại cây trồng, áp dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ nguồn vốn từ ngân hàng, phát triển thị trường, chú trọng công nghệ chế biến sau thu hoạch, đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Đây là những vấn đề luôn phải đặt ra để hỗ trợ người nông dân. Thủ tướng đề nghị các cấp chính quyền tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân triển khai các mô hình sản xuất, chế biến mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân Sơn La nói riêng và Tây Bắc nói chung. Chiều nay, báo Nghệ An long trọng tổ chức lễ ra mắt giao diện mới báo Nghệ An điện tử. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tham dự buổi lễ. Giao diện mới báo Nghệ An điện tử được thiết kế hiện đại sang trọng trên cơ sở kế thừa bản sắc của báo Nghệ An, bổ sung các giá trị mới với những tính năng mới, phù hợp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Cả hai phiên bản báo Nghệ An điện tử trên máy tính và trên điện thoại thông minh được trình bày theo tiêu chí lấy độc giả làm trung tâm, tăng số lượng tin nổi bật. Cùng với thay đổi giao diện, dịp này báo Nghệ An cũng nâng cấp phiên bản ứng dụng báo Nghệ An trên các hệ điều hành Android và iOS nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả. Cũng trong dịp này, báo Nhân dân đã tặng 5 bộ máy tính cho báo Nghệ An.